Lời nói đầu tiên cũng không quên gửi đó. Tất cả lời chào anh chị em xem video của mình nha. Này, cái bí ăn đỏ của mình trồng mấy cái clip trước mình có đăng là mấy anh em. Đây là nó, ở đầu nó có một trái nè. Bí này mà nó không biết bí gì nè. Trái màu xanh, cầm nó rất là nặng tay à. Cái này cầm em cũng tầm khoảng nửa ký lô. Nhưng mình để cho nó bự hơn, hôm nay mình nhổ cà rồi. Là mình thấy nó bông quá trời bông mà mình tính nhỏ mà mình tiếc quá. Mình chừa lại 2 clip. Qua quay cho anh em xem. Trồng bông rất là nhiều luôn. Đọt ra lừ đó cho anh em. Đọt này rất mập mập luôn à. Cả tháng gửi này mình không có xịt thuốc bón phân gì đó, ngày đấy rác phát triển rất là tốt nha. Đoạn nó ra bông bông là vậy chưa, cái giá đọt thì nó ký cũng 16-17 ngàn á, còn giá bông mà nó tầm 30 mấy ngàn một ký bán ra. Chiều nay mình tính nhỏ, mình thấy bông quá mình tiếc quá, mình còn chừa lại 2 clip. Thấy đọt nó bỏ dưới rồi, trồng là mình không có phân thuốc mình bỏ đại luôn á. Bông mà tổng gài mình 2 ngày nào cũng hái hết mà giết ăn hết nổi rồi, ngán rồi nên không hái nữa. Nó tàn cũng có, mới ra cũng có, đặc biệt cái bí này nó phát triển rất là mạnh nha anh em. Mưa không gài mưa mình không có xịt thuốc bệnh gì nữa, cái lá nó chỉ lá già nó hay bị vàng tí xíu thôi. Anh em nào mà trồng để cải tạo đất là rất ok đó, vừa có thu nhập vừa cải tạo đất luôn, rất ngon. Trồng cái này anh em trồng đừng trồng phủ nè, trồng chặt chứ nha, thì mỗi một cái mắt nó ra một đùm rễ, rễ nhiều thì nó hút chất dinh dưỡng mạnh hơn. Anh nuôi cái cây nhiều nhiều bông hơn. Phí này anh em thu hoạch chắc chiều nha, là nó vừa búp thôi, chắc sáng nó nở gì vừa nè, thu rất chịu. Đặc biệt là đòn bông bí này rất bự nha, hái nó rất là vô ký, cầm coi, cầm có 5 bông tay mà cảm thấy nó nặng nặng cái tay đó. Bí này hái vô ký rất là nhanh, tại cái bông nó rất là bự và nặng. Anh em trồng thí dụ trồng anh em nên bón phân trước nha, sao mà nó bò lan ra rồi. Nó bò gì gãi phân không được hả, gãi chỉ cái mép ngoài này thôi, còn mình bón phân trước là ngay chân mép giữa này nè. Sao nè, bỏ bít rồi.